lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Không biết là sau khi xem 3 phần thử thách của 3 cô gái thì hai chàng trai của chúng ta có lung lay suy nghĩ của mình không? Thì em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình từ đầu chương trình đến giờ là bạn nữ ở ô số 2 chính là Ngọc Trâm. Xin chúc mừng Ngọc Trâm. Em cảm ơn. Còn Hoàng Tâm thì sao? Ngọt quá. Bảo đêm giờ thấy khó. Đấy. Thật sự xin lỗi ở số 1. Em cảm thấy em có tần số với lại bạn số 4 không? À, tần số cùng với Ngọc Huyền, chúc mừng bạn. Lát nữa đây chúng ta sẽ thấy được gương mặt xinh xắn thật sự của bạn gái ở vị trí số 1. Nhưng mà bây giờ thì là một cái bí mật nho nhỏ gây thú vị dành cho cả hai chàng trai Bảo và Tâm bước vào vị trí trung tâm của sân khấu. Quý vị khán giả hãy chiêm ngưỡng nhan sắc của ba cô nàng sau đây, xin mời. Đáng yêu và dễ thương cực kỳ. Mọi người cảm nhận như thế nào về độ dễ thương của cô gái ở vị trí thứ tư? Đó chính là bạn Ngọc Huyền. Mọi người cảm thấy sao với bạn Ngọc Trâm? Và cuối cùng cô nàng Lê My. Xong luôn đó, bà con hàng xóm xung quanh 5.000 người như vậy, mọi người đã phản ứng rất nhiều. Rõ ràng Lê My rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Có muốn thay đổi quyết định và ấn tượng của mình không ạ? Em vẫn giữ nguyên à. Ngay từ đầu bước vào em đã bật radar sau lưng em là nó dò trúng ô số 2 rồi, em không đổi. Okay. Nếu bây giờ các bạn có đổi cũng không được đâu. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón Lê My. Đây, xinh quá. Nàng son đây rồi. Chỉ là giữa vạn người, tớ nhìn cậu lâu hơn một chút. Thích cậu từ ánh mắt đầu tiên. Thích cái tên của cậu. Thích âm vang trong tiếng cười của cậu. Cậu biết không, tớ từng từ chối một vài người chỉ để chờ một người là cậu. Nhưng rồi tớ và cậu vẫn lại một kịch bản cũ, ngược đường, ngược lối, nên cũng ngược yêu thương. Hỏi sao mà mọi người không vỗ tay la hú quá chừng luôn. Cảm ơn anh ạ. Không, do là lý trí của mọi người thôi, nhịp đập nhịp tim mọi người thôi. Em thích anh là một chuyện, vì em ngồi đằng sau đó, nhưng mà em nghe anh nói, với lại em thích ấn tượng về cái tên của anh. Cái thứ hai là em thích những tiếp người ít nói. Nhưng mà không sao, chắc là do là một nửa tần số của em nó không có ở đây mà nó ở đâu lơ lửng ở ngoài á. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tạm biệt Lê My. Dạ vâng, em chào mọi người. Nãy giờ thì hai chàng trai của chúng ta đã có khá nhiều thông tin về hai cô gái rồi. Bây giờ là thời gian để hai cô gái hiểu thêm về hai chàng trai qua vòng bí mật của chàng. Với vòng bí mật của chàng, chúng ta hãy cùng nhau khám phá thế giới riêng tư trong chiếc điện thoại cá nhân của mỗi chàng trai. Xin mời Tâm Bảo kết nối với màn hình của tần số tình yêu. Trời ơi, chàng trai tốt nghiệp đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Đây là thời điểm năm 2018, em tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Sau khi tốt nghiệp là bạn đi làm liền không hay là tiếp tục học lên cao học? Đây là thời điểm tháng 7 năm 18, thì sau đó tháng 8 em thi đầu vào cao học. Oh. Thì cùng thời điểm đó thì có một trường cao đẳng y mời em về dạy. Trời ơi, là học giỏi dữ lắm mới mời về dạy đó nha. À, em tốt nghiệp loại giỏi Đại học Luật. Trời ơi. Cái quãng đường mà học luật của em nó cũng không có thuận lợi dễ dàng như vậy đâu. Tại vì ngay từ hồi mình học cấp 3 là em nghĩ là mình phù hợp với công việc làm nghệ thuật. Nhưng mà khi lựa chọn thi ấy thì em quyết định là chọn trường luật. Tại vì em quan điểm là lúc đó làm nghệ thuật ấy nó giống như trồng lúa ngắn ngày ấy. Mình gặt rồi và không còn gì nữa, không có sự ổn định. 2 năm đầu nó cứ nhàn nhạt trôi qua, chỉ đến lớp và về đến về. Nhưng rồi đến năm thứ 3 em thấy mọi người trong lớp là mọi người có học bổng này, mọi người học giỏi này, mọi người tranh luận với nhau sôi nổi này, tại sao mình không làm được? Và mình bắt đầu thay đổi. Hàng ngày đến thư viện này, rồi học nhóm. Năm thứ 3 và năm thứ 4 em đã dùng hết sức để chạy, bởi vì 2 năm đầu là không dùng hết sức để đi. Cho nên là cuối cùng được bằng giỏi và được như hôm nay. Và một phong thái rất là tự tin, một giảng viên rất là trẻ tuổi. Và bây giờ chúng ta khám phá xem thế giới riêng của anh ấy. Facebook đi ha. Dạ vâng ạ. Đây là trang cá nhân của Tâm Bảo, ảnh đại diện. Hình này mình chụp vào cuối
năm tư của đại học, lúc chụp kỷ yếu cùng với các bạn cùng khóa. Facebook của mình thì chủ yếu là để post hoạt động nghệ thuật, nhưng rất là ít những cái hoạt động cá nhân. Ơ, cô này là anh Thư đó. Anh Thư, anh Thư đó. Đúng rồi. Bạn đi làm việc nghệ thuật cũng khá nhiều ha. Dạ, em hoạt động nghệ thuật vào năm cuối của đại học. Lúc đó thì em đại diện cho trường luật để thi một cuộc thi nét đẹp sinh viên toàn thành. Thì may mắn mỉm cười, em lọt vào top 10. Wow. Thì sau cuộc thi đó em mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật như là một người mẫu chuyên nghiệp cho đến tận bây giờ, là hơn 1.5 năm rồi. Cho chúng tôi xem cái giờ báo thức của bạn được không? Dạ đây. Wow. Rất là nhiều khung giờ khác nhau, tùy vào cái lịch trình làm việc của em mỗi ngày. Đi dạy thì em cũng phải dậy sớm tầm giờ đó, tại vì 8 giờ là phải lên lớp rồi. Còn những ngày mà em trống lịch thì em có thể dậy muộn hơn một xíu, tầm 9 giờ dậy, thì sau đó mình đến siêu thị này hay là mình đi chợ để mà mua thực phẩm về để tự nấu ăn. Cuộc gọi của bạn gần đây đi. Dạ đây. Ai là người bạn liên lạc nhiều nhất nè? Mommy kìa. Liên lạc với em nhiều nhất là mẹ. Lúc nãy mẹ vừa gọi vô lúc 7:44 đây. Đấy, hầu như là ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm em. Hai mẹ con hình như không có ở gần nhau hả? Dạ. Bố mẹ em thì đang ở Tây Ninh, ở quê ở Tây Ninh. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá thế giới điện thoại của anh chàng Hoàng Tâm. Đây là mẹ chị hai và chị ba em ạ. Trời ơi, ba nhân vật kìa, nhìn y chang nhau luôn. Con trai Út thường hay được cưng lắm đúng không nào? Dạ đúng rồi. Rồi có bao giờ mình tâm sự những câu chuyện buồn? Em mới tâm sự mấy chuyện buồn này kia. Vậy bạn tâm sự với ai nhiều nhất? Nói chuyện với mẹ. Như tất tần tật mọi chuyện, chỉ có tình cảm thì lận đận quá chưa tâm sự với mẹ thôi. Lận đận lắm hả? Lận đận, bây giờ mình khai thác cái lận đận đó nè. Lận đận sao mà lận đận? Cũng hơn 3 năm nay em chưa có quen ai. Bạn sợ yêu luôn hay sao? Rồi để cho 3 năm mình cô đơn. Chắc là vậy. Tới bây giờ em việc làm em vui nhất là việc làm thiện nguyện. Trung bình 1 năm hay 1 tháng bạn thực hiện những chuyến đi đó? Dạ em đi thường á, 1 tháng 4 ngày trong tuần phát cơm bệnh viện. Bạn bắt đầu công việc thiện nguyện của mình từ năm nào? Cũng gần 3 năm rồi. Vậy là cũng cái thời gian mà bạn chia tay cái mối tình kia luôn. Đó có phải là lý do khiến bạn muốn tìm một cái nơi nào đó để mình cân bằng lại cái tâm lý không? Dạ đúng rồi ạ. Đây là phát cơm bệnh viện hàng tuần của em. Đây là những chuyến đi xa đúng không nào? Dạ, nấu cơm viện dưỡng lão. Còn những chuyến đi từ thiện xa thì mình vận động quyên góp được bao nhiêu tiền thì mình đi khám chữa bệnh vùng sâu vùng xa, mua bò tặng người dân. Mong là các bạn sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động rất ý nghĩa này. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho cả hai bạn gái cung cầm điện thoại của Hoàng Tâm và Tâm Bảo để chúng ta theo dõi và tham khảo xem mình cần khai thác thêm vấn đề gì nữa hay không. Như vậy là hai người đẹp đã tham khảo và xem qua chiếc điện thoại của bạn Hoàng Tâm và Tâm Bảo. Ngay sau đây sẽ là những khoảnh khắc để họ suy nghĩ xem quyết định cuối cùng của mình là gì. Xin mời quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài hình ảnh quảng cáo.